là một cái chuyện hình bom, nhưng mà từ từ đừng có quay nha, từ từ để lên xíu để con cái địa chỉ với đây chính là cái chuyện hình bom siêu lớn siêu to nhỏ bé ở siêu to bình thường mấy bạn. Chuyện hình bom này là 300 cằm vậy luôn. Đây cái này là mẹ mình lướt. Ôi em ơi, em ơi đi ra đi đá gì ta. Trời ơi, cái chuyện hàng bom như thế này. Và bây giờ mình sẽ unbox chuyện hàng bom. Đây, tập hợp nhân phẩm của chúng ta rồi, nó có tốt hay không nha các bạn. Đây là trò chơi xua rủi. Hãy xuống mẹ hình như là mình sao mất cười nhá. Ở đây thì người ta đã chia 354 rồi, lời rồi nha ơi, 354 nè, lời cái rồi đó. Mẹ có cái chuyện hàng 354 549 ngàn. 239 ngàn. Từ để dừng cái thông tin các bạn. Đây, Trang chia cái thông tin lại. Ok, cái này mới là cao nhất mà các bạn ơi. Có viên đồng hồ cao cấp nữa. Đây, ok. 549 nè. Ba đi thay viên đồng hồ, đừng có đi nha. Có cái thay viên đồng hồ. Ok, theo cái gì đó? 139. 119 bạn ơi, rất là nhiều luôn. Bộ trang sức. Ok. Không có thấy nữa đâu, người ta tô hết trơn rồi. Bộ vòng tay phong thủy. Đây à, 354 bạn. Ôi. Mình đặt 350 ngàn mà cái này là đá lời các bạn ơi. Lời được 4 ngàn đồng là hay ngon rồi các bạn ơi. Biết rồi, cái này biết rồi. Có. Ok, bây giờ mình sẽ unbox luôn nha mọi người. Ai kéo này dây. Mình lấy cái, đi unbox cái của này đi. Ok. Hello bé, cắt video lên. Ok, bây giờ để coi. Mạnh lên. Đồng hồ da nữ. Ok. Cái não cũng có như mày có nhìn như mà sao nó hiểu ta, nhưng mà chắc chắn món quà sẽ rất là giá trị. Chưa tới 1 ký nữa, chắc chắn là sẽ rất là giá trị. Ok, cái này là cái gì thế? Từ từ bỏ ra các bạn ơi. Ui, đưa đây sức mạnh mở vậy không có ra đâu. Đưa đây, mày nó đơn giản. Còn bên đây nữa là các bạn, trời ơi, cắt hai bên luôn đi. Ok rồi, bây giờ là thứ quan trọng nhất. Ủa cái gì đây? Cái gì ủa, đây? Ủa cái bịch từ từ để sẽ đưa cái bịch coi. Cái bịch thôi, từ từ cái bịch này là kem chữ ký, không có nói về cái này mua có cái đơn mà son lại, cái này là son, cái này là son. Chất liệu chất này. Nhung lì cao cấp mình mịn. Ê, môi mắt kế á. Cây bút nhỏ đỏ. Mắc tiền á. Cái này là son cái bút mẹ ơi. Son mắc tiền. Mới có một cái là lấy rồi mẹ ơi. Mẹ cái này nè, cái này là tới 500 mấy lần hả mẹ? Lời luôn, lời lớn luôn đó mẹ. Lời, nhân phẩm tốt quá. Nhân phẩm mình mới mở có cái là cái đồng hồ đó, chắc nghĩ là mẹ đeo được á, tại đồng hồ nữ. Ê, từ từ, để chị bấm bóp xong cái này nữa. Từ từ, cái này là cái son mẹ ơi, cái là son nhung mà. Son nhung 345, 350. Trời, không bóp luôn mệt ghê, đập màu. Ý da. Wow, mẹ ơi, tàn bà của trong đó đi cắt đi. Hình như hôm nay nhân phẩm mình tốt mà mới mở cái đơn lời mấy ơi. Cái này là cái son, cái này là cái son mọi người. Da đàng hoàng nha. Ui hàng chi y chi ơi, nhìn các bạn ơi, đây là cái bút máy pha ke, đây là cái son real chính xác. Một hàng pha ke và hàng real, có cái nào ui nhìn kìa mẹ, cái này là bằng nhung mẹ, cái này là bằng gỗ nhung mà. Tới chị luôn mà, mình hay test chị luôn. Wow, ơi, mình nha. Đẹp nha, còn cái này. Nhưng mà cái này nhìn hơi ok á. Ok để, tiếp. Để con ê, nếu cái này chẳng là quá sẵn đi dài, chẳng gặp nó cho mình lỗi. Ok, tiếp theo đi mọi người ạ. Mua mấy cái này là lợi chắc luôn, nhưng mà không biết là có xài được. Sao thì con thì không lấy được, chỉ có dài với ba mẹ thôi. Đây là món quà thứ hai rồi. Ôi, cái đồng hồ. Cái đồng hồ cao cấp 349 ngàn. Tí nữa có mấy cái thứ bóp cho nó. Wow, mẹ ơi, cái đồng hồ này 300 mấy là không có chuyện đó mẹ ơi. Cái đồng hồ này 500 mấy. 500 mấy nữa mẹ. Có cái pin đồng hồ đó hả? Cái đồng hồ cho ba. Vừa lúc ba mình mới hết pin luôn. Quá là. Bình thường mua đó mày là cũng phải tốn cả mấy vài triệu bạn ơi. Mình giống mua quá mẹ. Nhất cộng được cái lại là vài triệu nha. Xong mất tiền xong 300 mấy. Chứ cái này á không có giá. Ok, để qua bên. Cái này để chị cắt đi. Để mẹ để qua bên đi mẹ. Cái đó. Chúc mình sẽ xem hành phẩm mẹ ơi, mẹ để lại cho mình. Chúc xem hành phẩm cho nó đã. Tại xé là đưa cái này 239 tiền. Cái này là dưỡng da. Dưỡng mi. Dưỡng mi ơ tàn được con gái. Ôi mấy ghê. Dưỡng mi Ấn Độ. Còn cái này hả? Cơ mua được mấy triệu á mẹ, nó đòi mấy triệu cao cấp.
Đây là cái đồng hồ các bạn. Có ai bơm mấy cái này mà đồ trang sức, có ai bơm mà xem thì còn có đồ trang sức mạ vàng các bạn ơi. Cái này ngon nhờ. Mạ thôi chứ đâu mạ vàng chứ phải là vàng thiệt các bạn ơi. Vàng thiệt là phải lên tới mấy triệu bạn ơi. Mua có 350 là được mấy triệu. Cái này và chút thì mình sẽ lấy cái máy tính cho mình tính coi tổng giá trị mà trong đây có bao nhiêu mẹ. Rồi chắc rồi. Cái này là nhất cái mắt hả? Nó không mất bạn lắm. Dưỡng mi. Mẹ lấy cái điện thoại ra mẹ tính 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 giá tiền mẹ ơi. Tính giá tiền lời. Tính giá tiền lời bao nhiêu mà? Thôi tụi con sẽ âm bóc quà. Đúng rồi mẹ ơi, tụi con ơn thích mình, tụi con thấy là mấy cái này trên đều chơi 100. Mấy cái này tính là lỗi. Trời ơi các bạn. Nhưng mà coi thử coi là có xem có xài lại đi. Nhìn nó như là hút cái mắt vậy nhưng mà thật ra là dưỡng mi. Biết cái này uống sao nó hay nhỏ mắt ta. Nhỏ mắt. Hỏi biết đâu. Thôi nói chung là cái này mình không có sử dụng là có sử dụng. Không, không, không tới. Tới cái này là cho những người đang bị dưỡng mi cái là dưỡng mi là dưỡng mắt này. Không? Từ từ. Vòng tay phong thủy. Phong cao tay. Cho cậu ba có nha, cho cậu ba được. 120.000. 120.000. Cái này cho cậu ba là bồng tay phong thủy. Cậu ba rất là thích là về phong thủy. Ôi đừng chơi. Đun. Coi nó có hợp phong thủy hợp nãy mình nó mới đeo được chứ mọi người. Chắc là mạng mình làm mạng thổ là mạng thủy đó. Mình làm mạng gì đó vậy? Mình làm mạng gì vậy? Mạng thủy. Mình làm mạng thủy. Mình làm mạng thủy bạn ơi. Trồng cây là cây chết nước. Là trồng cây là mình trồng cây là cây nó cứ bị cái héo bạn ơi. Không phải héo mà là lúc nào trồng á nó cũng bị nước đầy ngập nước chứ. Ngập nước các bạn trùng hợp lắm luôn. Wow cái này có thể là một cái hộp nữa bên trong cái hộp có một chiếc vòng này cho cậu ba được nè. Từ để coi ê đẹp nha. Đẹp nha cái này cho cậu ba được không? Cậu ba rất là thích về mấy cái đồ phong thủy đeo được không? Ok được rồi bỏ lại trong cũ đi không vòng hứa giá trị nên để lại về đây về nó mọi người. Hình như cái này là mạ vàng á. Mạ vàng thôi chứ mạ vàng vàng là chắc là phải lên mấy triệu nha. Chuyện tâm linh này không được đâu. Ok nè mọi người. Nói chung là tâm linh thì không được mấy cái đâu. Bên kia là nó có chủ đen 1, 2, 3, 4. Thôi nói chung là đếm tới ngày mai quá. Đếm tới ngày mai. Ok. Để mày vào đây. Là tới cái đơn 99 cành này. 99 cành là gì? Combo 4 viên đồng hồ. Viên đồng hồ 3. Viên đồng hồ ba ơi ba cứ mà để hước quá cho hành xử thật thôi là mẹ đã mua mấy cái này trúng cái viên đồng hồ lè khóa hỏng nhưng mà đây là cái sơ môi là rồi những chiếc lợi phẩm và đây là những thứ rác bừa bãi không nói chứ mà không hề biết mẹ nhìn nè mẹ cái vòng mẹ nhìn nè mẹ cái vòng không bữa giờ cậu ba là đeo nó rất là đẹp sao cái hộp này nó cũng bỏ trong hộp này. Ê đi cái gì thế còn cái liệt cái này 99.000 pin không cục gì hết 99.000 đây mọi người à không cục hơn sao là 4 pin không có cái gì hết chắc nó lọt à mẹ ơi nhỏ xíu à mẹ mà. Thôi kệ đi mẹ ơi, dù gì mình nói chung là mình lời rồi. Đúng được cái này là lời mẹ ơi, chứ mà cái đồng hồ là đẹp và xịn sò cao cấp. Nè giờ cho ba cái đồng rồi, hồ rồi, cho ba cái cuối cùng đúng không mọi người? Chắc là cái cuối cùng hết trơn rồi mấy cái đồng hồ mình. Có 5 hộp à. Nhưng mà có cái này là ngon rồi. 139.000. Cái nào sao nó cũng có kèm số 9 cho nhỉ? Bộ trang sức mạ vàng. Bộ trang sức mạ vàng cái này cho mẹ được nè. Chia lại. Nói chung mà không có đồ nào mà gọi là quá là rất tiện lắm. Đây. Để cho các bạn quay rõ. Con thấy người ta inbox tới mấy triệu mà thấy nó mê luôn á mẹ. Đúng rồi, inbox 2.500.000 đồng mà. Và tướng ra cái đó được cái túi, được cái túi 3.8. Được cái túi là 3.8 luôn. Mình đã coi. Khui hàng đi bom. Những cục hàng cứ đi về đâu, đi về tay mình khi mình mua mình. Mình nghĩ là và mình thì chưa bao giờ bom hàng hết trơn bạn ơi. Hộp này cười được. Ê. Chuyện cũng ok. Đây đưa cho các bạn coi nữa xíu. Đây có dây chuyền rồi có những túi đến không thì không kìa. Đây bằng mã bay mấy bạn không biết mình thì sao bạn này. Giống như hồi xưa chơi quá trời. Đây, đeo tay vô đây đây vô. Đây chính là một chiếc vòng dành cho con gái hay gì con trai. Nhưng mà nếu đeo được mình xíu. Mình đeo cũng không vừa. Đưa cái bông tai đây coi. Ôi vừa thiệt nè. Vừa như là cái vòng thì hơi là lạ.
Còn cái là vòng cổ các bạn, vòng cổ thì nhìn rất là đẹp. Vòng cổ dành cho chị em. Nói chung là để mình thử vòng cổ này chị. Vòng cổ dành cho chị em các bạn ơi, chứ mình đeo là không vừa. Cái vòng này quá là nhỏ luôn cái trời. Ê da, cùng khoen tay hình. Để mình đeo cho thử nha. Khoen tay hình mặt người, ok à. Đây có mặt khoen tay hình này của con. Đây là của chị hai mà. Đây là chiếc nhẫn nè. Đây chính là ruby. Ôi, ơi. Ok. Đây chính là chiếc nhẫn ruby xanh. Ờ nhưng mình không có đeo nhẫn nha. Ba mình đeo nhẫn đây, ba mình có mẹ. Đây ok ai nè, đeo nhẫn nè. Đây nhẫn nè, đeo đi. Đi vào cái tay nè. Cái này mà 130 mấy ngàn hả? Có tin được không? Đeo vậy? Đẹp không? Tin được không hả? Đẹp không? Nhìn mắt đồ gì cũng có giá nó. Thôi. Dạ. Nhưng mà mình đặt hàng bao mình bao nhiêu mình cũng có chơi mẹ ơi. Thôi nhưng mà cái này chắc không ai đeo đâu. Nhưng mà cái vòng mình tính cũng được á nha. Cái vòng này cũng ngon. Ôi được. Cái đồng hồ. Đây đồng hồ gắn bên là cái bên nó cũng ở đây luôn. Cái này đi tắm mấy bữa cây nó phét á. Nhưng mà thấy cái này thì hợp cho mẹ nhất là hợp cho mẹ hơi bây giờ được. Đây là đồ con gái mà không có đồ nào mà đồ con trai hết trơn á. Mình mong nè. Cái này thay pin đồng hồ luôn á. Một đồng hồ là mấy cái pin? Hai pin luôn hả? Một pin thôi hả? Nó nhỏ. Nhỏ hơn. Con nghĩ vậy á. Dạ, mẹ của con nghĩ vậy. Nhưng mà nhưng mà cái son là giá trị nhất. Đúng rồi, cái son là giá trị nhất. Nhưng mà con thấy cái bằng mèo chứ không lên Shopee con coi. Đi lấy đi. Một mình là sáu sẵn rồi mà. Mọi người để dặn mình cũng sắp sẵn rồi. Nào mà con có vậy mà có thấy vậy á. Cũng có thể là vậy. Nhưng cái này là chắc chắn là bàn học rồi nè các bạn ơi. Không, bàn giả. Bàn giả chứ mình không có thể uống xì với mua. Ê nhìn nó ảo ghê. Ê thôi cái này sơn lên môi là thấy cái gì mặt rồi. Thank you.
hoặc là áo á mẹ. Và bi vì lúc này dắt bơm tới xa á, lộn kiểu là bóp tới sáng cả hình nè. Có khi nào mà mua đóng hàng bơm về cái tháng mình bơm thế hàng mình bơm không ta? Chắc không có chuyện đó đâu. Không, con đâu bơm hàng nữa. Đại lý là con chỉ có hủy đơn, con không có uống gì vậy. Thì ok, bây giờ mình hủy đơn rồi, trước khi người ta đi giao. Các bạn hãy hay cho mình một like, subscribe cái kênh của mình nha. Mình chào cho mình, bye bye. Bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, bye bye. Oh, yeah. Các bạn nào mà đã từng khui hàng bom giống như mình rồi thì comment cho mình nha, comment nha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt lại như như lúc cũ, như lúc trước và như lúc đầu mà. Dạ mà. Ok. Thế là nhưng mà tới đập hộp lúc kịp bắt mà không có lợi á. Đập hộp lúc kịp bắt mà. Chúng thử lúc nào cũng có lợi chứ. Okay. Bỏ lại chỗ cũ cho nó trong sáng sạch đẹp gì đó đi. Thì nó giữ được tinh tương gì đó. Có 10 muốn 20 phân.